cần tuyển 133 công nhân và 7 trưởng nhóm đi làm nông nghiệp tại Tây Ban Nha, thu hoạch cam và ô liu trong nhà kính. Mỗi ngày làm 10 tiếng từ thứ hai đến thứ sáu, được làm thêm 30 giờ mỗi tuần. Tổng thu nhập cho công nhân là 50 triệu một tháng, tổng thu nhập cho trưởng nhóm là 70 triệu một tháng. Chỗ ở miễn phí, có hỗ trợ vật dụng để tự nấu ăn, đi làm có xe đưa trước, thuế và bảo hiểm chủ đóng. Thời hạn hợp đồng là 3 năm, được gia hạn theo nhu cầu của người lao động. Thời gian bay sau 3 đến 4 tháng đăng ký. Yêu cầu là nam nữ từ 21 đến 45, sức khỏe tốt, ưu tiên cặp vợ chồng và con nhà nông, chịu khó, dẻo dai, tốt nghiệp cấp 2 trở lên, không yêu cầu ngoại ngữ đối với công nhân nhưng yêu cầu ngoại ngữ lưu loát đối với trưởng nhóm để thông dịch hướng dẫn công việc cho công nhân làm, không bất hợp pháp và không phạm tội. Ủa trời ơi, là cái nết gì lạ vậy trời ơi. Đi qua nước ngoài, đặc biệt là đi những nước tư bản hoặc là những cái nước tiên tiến, không hề có cái chuyện mà ai đem cơm đem nước cho đâu. Cũng giống như Canada nè, năm vừa rồi một mớ rồi, mấy chục tỏi rồi anh chị em à, mấy chục tỏi rồi lấy của người ta không trả lại. Bây giờ bắt đầu bà này á, bà chuyển qua một công ty khác bà làm. Bà này bà không đơn giản đâu nha, bà chỉ đi quảng cáo bà đã lấy tiền xong xuôi rồi bà đi qua tiếp công ty khác. Nhớ nha anh chị em, nhớ giùm em nha, không có đâu, có là cột điện đi hết rồi. Qua bên nước ngoài không có cái chuyện mà người ta nấu cơm nấu nước bảo hiểm đồ người ta đóng cho đâu. Mình đóng hết, tiền của mình, nó trừ tiền của mình. Anh chị em nhớ nha, một giây quảng cáo, bên em có bán dầu xả, tinh dầu thiên nhiên. Anh chị em nào đang bị rụng tóc khô, tóc cứng, tóc bị gãy rụng, hãy inbox em sẽ tư vấn cho tất cả mọi người. Mọi người nhớ nha, đi qua nước ngoài không có cái gì là gọi là miễn phí hết. Nhớ giùm em nha. Vicky xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.